Hello Vansa, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại Vansa trong cái bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Thì hôm nay đã bước sang ngày 20 của buổi sáng ở giờ Mỹ. Đã có những cái thông tin mà từ tối qua đến giờ có một số anh chị em hỏi là thị trường tiền điện tử tại sao nó lao dốc. Thì quý vị nhìn thấy thị trường cổ phiếu thì mấy cái bữa vừa rồi do ảnh hưởng chiến tranh thông tin từ Nga, Ukraine thì nó đã lao dốc đến một cách khủng khiếp rồi thì bây giờ là đến lượt tiền điện tử thôi thì đây là một trong những cái lý do chính và thêm một cái lý do nữa của Fed, cái động thái này của Fed cũng rất là mệt luôn nhưng mà uh, nó chỉ mang tính chất là uh, gọi là tạm thời thôi đó tại vì Cyber New rồi các uh, cái tin về tiền điện tử đó thì họ lại đang có một cái sự chuẩn bị mới đó cái ngưỡng bây giờ lại chính là cái ngưỡng mà rất nhiều người sẽ ăn sau khi mà họ ấy mua vào thì có thể vài bữa nữa lên là họ sẽ lại pump họ ao đó quý vị thì cái cái động thái của fed đã tuyên bố trong cái cuộc họp về cái vấn đề là ông fed ông ấy sẽ ben sẽ cấm đó quý vị tất cả những cái người mà nằm ở trong uh, cơ quan của chính phủ mỹ là sẽ không được không được được chơi tiền điện tử và cái này thì hôm trước nó cũng đã có một cái dự luật phong phanh là nếu như mà ai á, mà có người nhà chồng vợ hoặc là người nhà là nằm ở trong quốc hội thì là còn không được chơi những cái vấn đề về cổ phiếu private cũng như là cổ phiếu short cổ phiếu các kiểu đó chứ không có chứ đừng có nói đến tiền điện tử thì hôm nay mặc dù là Phép uh, đưa ra cái thông tin như vậy nhưng họ cũng chỉ họ cũng cho rằng nó chỉ là mang tính chất tạm thời thôi thì có thể là sau đó nó có những cái người họ phản đối ở trong quốc hội các nhà lập pháp thì họ lại tiếp tục review nhưng mà cái động thái của cái thông tin này khi mà đưa ra để cấm uh, các cái nhà lập pháp không được chây tiền điện tử thì nó cũng là một cái tác động gọi là vô cùng ảnh hưởng tới thị trường của tiền điện tử bên cạnh đó thì những có một số những tiểu bang thì lại ủng hộ cho tiền điện tử ví dụ như một số những cái nơi California thì bây giờ họ lại đưa ra những cái vấn đề hợp pháp hóa trên tiền điện tử và uh, một số những cái công ty thì hiện tại bây giờ họ đang thúc đẩy những cái quá trình để chấp nhận Dogecoin và Shiba Inu làm payment đó thì đây cũng là những cái động thái mới này đó thì còn một cái bài báo riêng của CBA New thì họ nói là Sibai New đang chuẩn bị cho một cái đợt bùng phát tăng giá và có thể là quý vị sẽ bỏ lỡ cái cơ hội nếu mà quý vị không uh, mua cái 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 đáy của CBA New trong cái thời kỳ hôm nay. Thì hôm nay hiện tại nó đang có uh, hai cái mức độ support rất là mạnh. Một cái mức độ support ở cái mức độ sideways 25 24 25 26. Nếu như họ lấy được cái sức mua vào lớn ở cái ngưỡng này Thì lập tức nó sẽ lại tiếp tục bay lên ở mức cái mức 35, 35 và 40 Để lúc cái ngưỡng đấy là có thể mọi người sẽ coi như là sẽ, sẽ lại bán ra đó quý vị Còn nếu như mà nó không có Nếu như mà nó không có giữ được ở cái đáy ở cái mức uh, 24 25 26 thì có thể nó sẽ về với cái mức 21 22 để nhận được cái sự support mạnh mẽ quý vị nha Thì đây là hai cái ngưỡng nhưng mà họ nói là cũng chưa chắc được khó mà nó có thể về uh, về lại cái ngưỡng 21 22. Thì có thể quý vị uh, cũng mua một chút thôi. Nói chung là có thể van xa cũng sẽ vào 2000 để nó lên ba mấy 40 thì mình lại bán ra thì lúc đấy cũng, cũng có lời luôn rồi. Đi, 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 đi. <laughs> à, đây Chơi con bé nha em Chắc tại nói to quá <laughs> Nó dậy Đó thì là về cái thông tin của bên uh, Bên bên FDA À bên bên um, Fed, Tại vì nhìn thấy cái thông tin của FDA đang chuẩn thuận vaccine mũi 4 nữa này Quên cả nhà cho nên là bây giờ tình hình nó rất là căng Vaccine thì mũi 4 nhưng trên thực tế thì cũng chẳng trên thực tế thì cũng chả cần phải đến mũi 4 đâu thành ra là cái thứ ba tới quay trở lại thị trường cổ phiếu thì có thể là vaccine sẽ có cái sự nhẹ bứt phá đi lên tại vì hôm nay cái tin của vaccine là FDA chuẩn thuận đồng ý cho quý vị dùng cái uh, mũi 4 không cần phải ke đến mũi 3 mà họ cho đại trà luôn giống như kiểu là mũi 4 tung ra để mọi người uh, ai mà sợ cái con biến thể mới Omicron hoặc những cái con mới khác thì chích uh, cái mũi 4 này chứ họ không có áp đặt là phải chích cái mũi 3 bao nhiêu thời gian rồi thì mới chích mũi 4 nha quý vị. Đó thì có thể vaccine thứ ba tuần tới chơi là có cái sự biến động nhẹ. Còn cổ phiếu thì họ cũng dự đoán là nó sẽ bao bách trong tuần tới đó thì để xem tình hình giữa Ukraine uh, giữa nga và Ukraine nó ra sao đã thì hôm qua họ cũng đã nói là những cái cuộc nổ súng tại Ukraine cũng đã làm cho tình hình nó căng thẳng hơn hôm nay thì ông, ông ông tổng thống của Ukraine đã kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây hành động hãy đưa ra những cái động thái những cái hành động nhiều hơn khi mà căng thẳng nó đang diễn ra ở Giữa Nga và Ukraine Đó và họ cũng nói về Cái vấn đề uh, Lầu Năm Ngóc Đưa ra những cái um, diễn biến Trong cái cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine Mối đe dọa xâm lược của Nga Không phải là một trò lừa bịp Mà nó sẽ tạo ra một cái thương vong Rất là lớn Tin này vừa mới ra có thể cách đây có 20 phút thôi quý vị nhỉ Đó 37 phút trước thì họ có bài báo nói về ông Joe Biden trở thành tổng thống là điều tốt nhất cho đối với ông Putin. Tại <laughs> sao nói như vậy để hôm nay lát có thời gian em sẽ lên em like em phân tích cho quý vị chia sẻ cho quý vị mấy cái tin mới nhất ở trong cái um, tin tức giữa chiến tranh Nga và Ukraine sắp sửa xảy ra này. Quân đội Ukraine thông báo hai binh sĩ thiệt mạng trong vụ pháo kích này hôm trước thì họ nói là không có ai thiệt mạng cả nhưng hôm nay họ lại nói là có hai binh sĩ thiệt mạng Ở bên nga thì họ vẫn cho rằng đánh giá của mỹ và anh không thể tin cậy được vì những sai lầm tình báo <laughs> trong quá khứ Ở bây giờ những cái nước này họ còn chưa có họ còn chưa có khẳng định được gì luôn đó cả nhà thì thành ra là cũng chả hiểu kiểu gì chưa biết được tình hình nó sẽ ra sao trong nhóm đang cố gắng huy động 4 tỷ đô la tiền điện, điện tử để mua Denver Broncos. Chết tuyên bố bán một cái NFL để mà nạp uh, để là một quá trình phức tạp liên quan tới nhiều bên và thủ tục phê duyệt liên đoàn Tuy nhiên, những người đang ủy thác Ôi, Cái này không phải cái này là dành cho bên uh, vận động viên nổi tiếng Nhưng mà nó cũng có liên quan tới tiền điện tử đó quý vị Nó cũng muốn thúc đẩy sự biến động lớn của Bitcoin Có thể những bọn này nó nhảy vào, nó mua Bitcoin Rồi mua những cái tiền điện tử trong thời gian này Để nó làm những cái cuộc purchase, đấu giá các kiểu hôm qua thì doc baby doc nó nói là nó sẽ dự tính nó nói là nó lít trên Binance luôn đó quý vị chứ không phải là dự tính đó là trên Twitter nó đăng xong đến chiều thì nó lại bảo là nó vẫn chưa đủ chữ ký thì bé xà có để cái đường link ở trong cái video của tối hôm qua đó quý vị nào mà chơi baby doc coi mà quý vị muốn nó bay nhanh thì vào đăng ký thêm tại vì cái link ngày hôm qua thì nó cũng được, xe bàn nó cũng được đến gần 15.000 chữ ký rồi, nó chỉ cần 15.000 chữ ký là đủ quý vị nha. Thì sẽ được list ở trên sàn Binance. Đây cái link này, này để bà xà lấy link cho quý vị này. bây giờ nên lai nói về cái sự rủi ro của tiền điện tử lại để đe dọa mọi người để mọi người bán tháo thì đã bảo cái lúc nó không lên mà quý vị có lời chút rồi thì quý vị bán đi như hôm trước là van cũng bán uh, cũng đây chơi ở trên Weibo đó cũng bán ra cái lúc mà hai bảy hay tám và rất là tiếc vì bán xong cái là hôm đó nó lên đến ba uh, mấy luôn thì mình tiếc mình không bán được cái giá đó bán có hai bảy hay tám gì Đây đây đây. Cái link đấy này này cả nhà. Xem bây giờ nó được bao nhiêu người đăng ký rồi. Ôi nó vượt qua 15.000 rồi này. Ở à, đâu mới 13.000. Thì mọi người phải sai vào cái petition này nha. 15.000 là họ đang cần này. Thì hôm qua bán xà sai rồi. Đó sau khi ký first name, last name rồi email vào đây quý vị ghi vào đây nha. Thì quý vị bấm vào chữ size này. Đó sau khi sai thì nó hiện ra cái chữ donate đồ 3 đồng thì mình đừng có đây mình bấm vào cái chữ là share instead of donate đó đó thì mình bấm vào chữ share thì nó hiện lên cái link copy link thì mình copy cái link đấy thì mình xem lên facebook hay share đâu thì tùy quý vị baby đó nha đấy là đang chuẩn bị list trên binance chỉ cần chờ hết 15 000 là có nghĩa là sẽ hết đó à là sẽ list nha quý vị đó thì hôm nay bán xà chia sẻ những thông tin qua qua cho quý vị vì tình hình nó giảm xuống là do cái động thái chiến tranh căng thẳng nga và ukraine là chính và cái tuyên bố của ông fed ban tiền điện tử là hai đó thì đấy là những cái thông tin chính để nó làm cho cái thị trường nó đi xuống nhưng lại rất quan trọng là những người họ mua vào vài tại vì vài bữa nữa là tiền điện tử lại có mức up trend cho nên là sau khi nó up trend là những người mua vào hôm nay là có thể họ có thợ có lời rồi họ nhiều tiền mà quý vị họ lao vào hôm nay là vài bữa nữa họ sẽ bán ra mà tiền điện tử thì nó nhanh lắm có thể là hôm nay nhưng mà mai ghi mai mốt thì nó lại tăng đây này nó họ họ ghi luôn tên của Vanessa Vanessa Mai đã đã sai cái pet season này rồi này ở trên top này luôn thì thực ra là mình sai từ hôm qua nhưng tại vì mình là cái chủ của cái gmail này cho nên khi mình định login vào thì nó báo như vậy để cho mình biết là mình đã sai rồi ở cho mình có vào sai lại thì cũng không được nữa vì mình đã sai rồi đó quý vị mỗi người chỉ được một lần thôi rồi chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe may mắn và bình an bye bye